Căn nhà 900 mét vuông tràn ngập ánh sáng của cựu siêu mẫu bằng lăng tại Mỹ, hình ngôi nhà tại Mỹ của cựu siêu mẫu bằng lăng khiến khán giả rất thích thú vì phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Mới đây, ngôi nhà tại Mỹ được nữ diễn viên gái nhảy chia sẻ khiến nhiều người thích thú, được biết trước khi chuyển đến Singapore, vợ chồng cựu siêu mẫu bằng lăng từng có khoảng thời gian sống tại Mỹ. Ngôi nhà Tại Mỹ của vợ chồng Bằng Lăng được trang trí nội thất với tông màu chủ yếu là đen và trắng, bằng lăng quan niệm trắng và đen là hai màu thời thượng không bao giờ lỗi mốt, cô nhấn mạnh sự đơn giản nhưng sang trọng khi làm mới ngôi nhà. Tôi chọn nội thất có chất lượng tốt nhưng giá cả không quá đắt, tất nhiên cũng không hề rẻ, ngôi nhà được bố trí tiện nghi, gọn gàng và ấm cúng để có thể vào ở ngay mà chẳng cần sửa sang gì cả, cô chia sẻ. Nhà của Bằng Lăng có 5 phòng ngủ được bố trí giải rác để đảm bảo sự riêng tư cho mỗi thành viên trong gia đình các khu sinh hoạt chung như phòng khách phòng ăn được thiết kế rộng rãi tạo sự thoải mái thiết kế nhà bếp là không gian mở đủ chỗ cho nhiều người và có bàn đảo thông minh rất nhiều cửa sổ được bố trí tại các góc trong căn biệt thự nhằm đón ánh sáng tự nhiên trước đó bằng lăng thường trang trí không gian sống bằng cây xanh bởi chúng mang đến niềm vui cảm giác thanh thản và bình yên hiện tại chị sử dụng bình hoa phòng ngủ không có quá nhiều nội thất ưu tiên sự thoáng đẳng để lưu thông không khí giúp gia chủ thư giãn sau một ngày làm việc giường sofa lớn sofa phụ rèm và thảm trải sàn đều màu trắng cùng tôn với tường bằng lăng chia sẻ khi phải rời đi cô rất buồn vì chia tay căn nhà có quá nhiều kỷ niệm mặc dù rất yêu tổ ấm do chính mình gây dựng nhưng tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về đất nước này mỹ đôi lúc tôi ước giá như mình có thể bứng cả căn nhà để mang tới nơi ở mới thì thật tốt cô nói trong ngày chuyển tới singapore căn nhà này gắn liền với giai đoạn khó khăn nhất của tôi vì lần đầu tiên trong đời phải đến một đất nước khác biệt hoàn toàn từ con người thời tiết và văn hóa tôi mất hai năm mới có thể hòa nhập được và cũng không dễ dàng gì để tìm thấy căn nhà ở môi trường tốt an ninh tốt cô cho biết thêm thời gian đó bằng lăng chủ động tìm nhà và trường học cho con khi tiếng anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ vì ông xã đi công tác năm ngày trong tuần nhà của bằng lăng trước khi thay đổi nội thất bằng lăng từng là một chân dài đình đám ở làng giải trí trong nước ngoài vai trò của một siêu mẫu tên tuổi của bằng lăng gắn liền với nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như gái nhảy lọ lem hè phố nữ tướng cướp nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại